Ôi, hình như những cái xúc tu này, đây chính là những con SCP-35414 bạn ơi. Nó đã xuất hiện trong Minecraft rồi. Và oh my god, mặt trăng máu ác quỷ bị nhiễm độc xuất hiện trong Minecraft Việt Nam. Chu choa, quả dưng hôm nay á hả là một ngày đẹp trời. Mặt trời thì đang trên đỉnh đầu, bầu trời thì trong xanh, rồi mặt nước biển cũng xanh xanh luôn. Đúng quả dưng là ngày đẹp trời y như mọi ngày. Hy vọng rằng hôm nay sẽ không có cái gì tai họa diễn ra trên cái ngôi làng thân yêu của mình. Ngon 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 ngoa. Được rồi, trời đẹp như thế này á hả mà không chụp lại một tấm hình thì quá phí. Để lấy cái iPad siêu pro trị giá 50 triệu đô la Mỹ này chụp tấm hình chơi coi. Đâu rồi? Để hả chọn phong cảnh đẹp đẹp coi. Đây, khung cảnh này đẹp nè. Ngắm cảnh nào? Tắt. Wow, một tấm hình chụp phong cảnh quá đẹp. Được rồi, thời tiết đẹp như thế này hả thì chúng ta nên chui vô nhà và làm một vài ván game Free Fire giải trí tinh thần sau những ngày học hành thật là mệt mỏi chứ đúng không? Hè. Ô, và chào các bạn nha, mình là KSD đây. Thì như các bạn cũng đã thấy đó là hiện tại hả mình đang ở trong cái căn phòng của mình. Thì hôm nay hả thời tiết rất là đẹp luôn. Sẽ rất là tiếc á nếu như chúng ta hả không có đi ra ngoài chơi. Cho nên hả là mình quyết định vô đây chơi Free Fire trong phòng cho nó phê các bạn ơi. Phê lắm. Để hôm bữa hả mình chơi tiếp cái skin Scar Rồng Thiên các bạn. Skin đó bắn phê quá nên mình hơi ghiền. Rồi rồi ok. Rồi, bây giờ để mình log in để mình đăng nhập cái phần hả Free Fire nha. Ủa từ. Quấy à mẹ nè, tự nhiên mình nghe cái tiếng nó hơi lạ lạ các bạn. Cái tiếng này mình thấy nó hơi không hợp lý nè. Cái tiếng này hình như là cái tiếng cái tiếng này hình như là cái tiếng thông báo có chuyện khẩn cấp sắp xảy đến ngôi làng của mình các bạn. Ai, đúng là khổ ghê nha. Ngày nào cũng như ngày nào. Tu 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 tu. Hả? Bây giờ lại có người gọi điện thoại. Không phải, gọi điện tới cái iPad siêu pro của mình nữa. Ui, iPad mà làm như cái điện thoại Samsung, Nokia, iPhone 1208 vậy á. Suốt ngày gọi tới hoài à. Đâu từ, để mình bắt máy các bạn. Tu 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 tu. Cạch. Alo, ông nào vậy? Hôm nay là ngày đẹp trời nha. Để yên cho tôi trong nhà tôi chơi game Free Fire nha. Ông nào mà gọi điện tới phá đám tôi đấm cái mặt ông đó. Trời ơi là trời, chú em ơi, mau mau tới nhà ta đi, sắp có chuyện khẩn cấp sắp xảy ra rồi, hiểu chưa? Nhanh lên. Hả? Giọng nói này là, ôi tiến sĩ Steve Noob. Ông ơi, hôm nay cho con ở nhà một ngày, con chơi game đi, con mệt lắm, qua nhà ông làm gì nữa? Cái thằng khùng này, sắp có một chuyện xảy ra tới ngôi làng chúng ta rồi. Tới đây đè lên đi, nhanh lên. Tao cúp máy đây, bật. Ơi, chưa kịp trả lời luôn đã cúp máy rồi. Thôi được rồi, ok. Vậy thì để mình đi tới chỗ nhà ông tiến sĩ tiếp thêm như thế nào. Mà từ từ, thì khoan đã. Trước khi chúng ta tới vị trí nhà của ông tiến sĩ Steve Noob, thì các bạn ơi, nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên thì đừng quên nha, hãy cho mình một nút đăng ký. Và các bạn ơi, các bạn có đang thấy được cái bảng đang hiện ra ở trên màn hình của mình không? Đúng rồi đó. Cái bạn nó cho thấy á, là tới 99% luôn số lượng người xem video của mình á, họ không đăng ký kênh. Cho nên á, là nếu như có thể á, các bạn hãy giúp mình nha, cho mình một lượt đăng ký để trở thành một thành viên trong đại gia đình của KSD, một thành viên được mọi người yêu thương các bạn ơi. Ngon 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 mà. Và ok, thì cũng đừng quên nha, hãy cho mình một lượt like. Và các bạn ơi, chúng ta hãy cùng để video này đã được 2.000 lượt like nè các bạn. Yeah. Rồi ok, và bây giờ hả chúng ta hãy cùng nhau tiến tới chỗ nhà của ông tiến sĩ Steve Noob để coi thử xem hả là hôm nay ông ấy kêu mình làm cái gì. Hôm nay là ngày quá đẹp trời luôn, ở nhà chơi game Free Fire là quá đã. Vậy mà ông kêu mình quá chán quá chán. Rồi được rồi, bây giờ để mình tới chỗ nhà ông tiến sĩ Steve Noob xem sao nha. Đây, căn biệt thự villa của ông các bạn. Ôi nè, tiến sĩ Steve Noob sao hôm nay đứng ngay cái vị trí phải gọi là giữa đường giữa xá thế. Sao hôm nay có chuyện gì mà tiến sĩ Steve Noob leo chuông báo động các kiểu vậy? Con đang muốn chơi game mà. Trời ơi, chú em ơi, tối nay mặt trăng máu ác quỷ sẽ trở lại đây đó.
Trời ơi là trời, quá kinh dị chứ em ơi. Hả? Cái gì? Mặt trăng máu ác quỷ sẽ trở lại đây sao? Ủa nhưng mà con nhớ là mặt trăng máu ác quỷ đã từng lại đây và nó biến mất rồi mà. Tại sao lần này nó lại quay lại nữa? Trời ơi, chú em không có biết đâu. Lần này quay lại hả, nó còn kinh dị hơn nữa. Ta nghe nói nó chính là mặt trăng máu ác quỷ độc dược đó chú em. Nó là tốt sức đó, ghê lắm. Cho nên hả, ta muốn hôm nay chú em hãy bảo vệ những người dân làng của chúng ta, cho nó qua khỏi cơn nguy kịch tối nay. Sáng mai mọi thứ sẽ lại bình thường thôi, hiểu chưa? Chú em cố lên. Ơi các bạn ơi, vậy là ông tiến sĩ Steve Nook ông muốn kêu mình qua đây để bảo vệ dân làng thêm một lần nữa, chứ ông không hề yêu thương mình gì hết á. Thôi cũng được á, nhưng mà lần này hả, rõ ràng là con cũng đã sao á, con đã 100% phải gọi là mấy súng của con á, con đem đi bảo hành hết rồi, con đem đi sửa chữa rồi. Tại lần trước hả, con quýnh lộn dữ quá, hư súng hết đạn hết rồi, mà bây giờ con đâu còn súng nữa. Chú em cứ yên tâm đi, hồi nãy hả, ta đã cài vô mật vụ vô nhà chú em và cho chú em những khẩu súng cũng như một bộ giáp cực kỳ bá đạo rồi, đừng có lo. Bây giờ hãy mau về nhà đi, sau đó hãy quay trở lại đây để đợi đến tối để mà bảo vệ dân làng của ta, hiểu chưa chú em? Chú em mau cứu dân làng đi. Thôi được rồi, vậy thì để con cứu dân làng. Quá khổ luôn các bạn ơi. Vậy là hôm nay hả, mặt trăng máu ác quỷ độc dược sẽ trở lại cái ngôi làng của mình. Được rồi, thì trước tiên mình nghĩ là mình sẽ phải quay trở lại cái ngôi nhà của mình á, để mình coi thử xem là ở trong cái ngôi nhà của mình nó có những món vũ khí gì. Chứ mấy cây vũ khí cũ của mình đó các bạn, mình bị hư hết rồi. Hồi hôm bữa mình quýnh nhau với lại mấy con quái vật á, hết đạn hết súng các kiểu rồi. Đâu rồi, để mình coi thử xem là cái hả gương đồ của ông tiến sĩ Steve Nook ông để cho mình nằm ở đâu nha. Chắc là ở đây rồi các bạn ơi. Được rồi, thì bây giờ wow, lần này không có súng nhiều nhưng mà đạn nhiều các bạn ơi. Vẫn là cây M4 huyền thoại chúng ta, một băng đạn, cây AK và một băng đạn. Đây là nuclear death ray, nghĩa là súng này là cái súng thôi gọi ta, súng nguyên tử nè, mình nghĩ như vậy á. Đây là súng laser có đạn luôn. Đây là súng súng sét có đạn các bạn ơi, súng sấm sét nè. Đây là TFG 10K, cũng là đạn hạt nhân các bạn. Và chúng ta sẽ có một bộ giáp. Hay nha. Mấy lần trước á, khi mà mình bảo vệ dân làng của mình khỏi cái những cái mặt trăng máu ác quỷ mặt trời này nọ á, mình không có mang giáp. Hôm nay mình được tặng một bộ giáp quân đội các bạn ơi, quá đã luôn coi nè. Các bạn thấy chưa, bây giờ mình là quân đội của đội quân Mỹ NASA các bạn, quá đã luôn. Được rồi, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại vị trí của nhà ông tiến sĩ Steve Nook để mà đợi tới tối nay bảo vệ dân làng các bạn ơi. Mình không biết á, là mặt trăng máu ác quỷ độc dược tối nay á, nó sẽ cho ra những con quái vật như thế nào. Nghe thấy từ độc dược rồi từ gọi là acid các kiểu là thấy hơi ghê ghê đó. Thôi được rồi, ok. Bây giờ để mình lại chỗ nhà của ông tiến sĩ Steve Nook cho các bạn. Tiến sĩ Steve ơi, con tới đây. Rồi, con đã mặc đồ mọi thứ rồi nè. Con đã mặc vô bộ giáp lộn. Bộ giáp quân đội NASA Mỹ Tho rồi chú. Bây giờ con phải làm gì bây giờ? Bây giờ hả chú em ơi, hãy lại vị trí cũ, cái chỗ mà chú em đã từng nấp trong chổng đó, hãy lại đó đi và để chờ cái mặt trăng máu ác quỷ độc dược này trở lại. Và nhớ, hãy đánh đuổi toàn bộ những con quái vật cho tới khi trời sáng này bảo vệ dân làng của chúng ta, hiểu chưa? Tối nay ta sẽ bỏ chạy. Ông nội này toàn là bỏ chạy lấy người không mà. Thôi được rồi, kệ đi tiếp vậy. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ quay lại chỗ này đó, cái chỗ huyền thoại mà mình luôn luôn đứng ở đây các bạn ơi. Mình đã từng ngủ trưa ở đây mấy lần rồi. Thôi được rồi, hôm nay mình nghĩ là mình sẽ không có ngủ trưa, nhưng mà mình sẽ phải đi gọi là sao ta. Mình sẽ tìm hiểu xem hay là cách nào để có thể đánh bại được cái con hả mặt trăng máu ác quỷ độc dược này. Thôi được rồi, thì bây giờ hả, mình sẽ ngay xin nghỉ các bạn ơi. Chúng ta hãy cùng nhau đợi tới tối nào các bạn ơi. Rồi ok, đợi nhau nào, let's go, đợi thôi. Các bạn ơi, các bạn có đang nghe thấy tiếng gì không? Trời cũng đã tối rồi và tiếng chuông báo hiệu sắp có sự nguy hiểm xảy ra cũng đã vang lên. Rồi ok, thì mình nghĩ á, chắc chắn 100% luôn là cái mặt trăng máu ác quỷ bị nhiễm độc á đã bắt đầu xuất hiện rồi. Thì mình nghĩ á, là chúng ta phải nên đi thám thính tình hình ở bên ngoài trước khi mà chúng ta đụng độ với lại cái mặt trăng máu ác quỷ bị nhiễm độc này các bạn.
Ôi, các bạn ơi, một đống quái vật. Và cái gì đây các bạn? Các bạn nhìn kìa. Ôi, hình như những cái xúc tu này, đây chính là những con SCP-35414 các bạn ơi. Nó đã xuất hiện trong Minecraft rồi. Và oh my god, mặt trăng máu ác quỷ bị nhiễm độc xuất hiện trong Minecraft Việt Nam. Thật là kinh dị quá đi. Rồi, ok, mình không biết rằng mình có đánh bại được nó không nữa trước tiên, nhưng mà chúng ta cứ thử cái đã. Ok, đây Nuclear Death Ray các bạn ơi. Lần này mình có khá là nhiều đạn, mình không sợ. Nếu như á mà mình không tiêu diệt nó á, thì mình sẽ cố gắng bảo vệ dân làng cho tới khi buổi tối các bạn ơi. Nếu không sẽ thua đó. Ok ok, bắn nào. TFG 10K, AK 4x4. Ôi quá khó bạn ơi, bạn coi nè. Khi mình bắn khẩu TFG 10K này á, cái viên đạn á, nó hút tới chỗ cái mặt căn máu ác quỷ nhiễm độc các bạn ơi, thấy không? Cùng màu thấy không? Đó, nó hút vô các bạn. Quá kinh khủng. Ôi, đây là tiêu rồi. Mà trước tiên hả, mình phải lo cho cái sự bảo vệ của dân làng là đầu tiên đó các bạn. Thì mình nghĩ á, là mình phải đi xuống nhà và bắt đầu thực hiện. Đúng rồi, chúng ta bắt đầu thực hiện để mà bảo vệ dân làng thôi các bạn ơi. Nhưng mà sẽ khá là khó khăn đó các bạn nghe thấy tiếng ở ngoài không? Rất là khó luôn đó. Mà mình sẽ cố gắng các bạn ơi. Ơi, được rồi, ok. Ui, một con màu vàng cầm súng các bạn ơi, bắn súng kìa. Rồi ok, được bắn các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ok, đau quá, rồi ok. Ok, ôi, nó cầm súng, ơi. Nó cầm một khẩu súng laser đó các bạn ơi. Giống y chang mình luôn các bạn. Thằng này hacker à. Ui, quá khổ luôn nha. Được rồi. Đưa đi nó đây vậy, đưa bình súng này. Quá khổ, ôi, đau quá các bạn. Mạnh lắm luôn á. Nhện các bạn ơi, một con nhện. Ok, ok. Ui, còn rất là nhiều đó các bạn ơi. Ui, nó tới kìa. Ồ, quá khó, mình không thể tài nào đánh bại được nó các bạn ơi. Được rồi, để mình cố gắng đánh cái con mặt trăng ác quỷ, máu ác quỷ này đã bị nhiễm độc mà, đánh nó các bạn. Ơi, quá khó rồi, nó hút hết tất cả mọi thứ là đạn của mình luôn. Không thể nào, đừng không sao. Bây giờ hả, nhiệm vụ đầu tiên nguy cấp nhất chính là bảo vệ dân làng cái đã. Ui, SCP-35414 đó các bạn ơi. Đây rồi, đây chính là con vật này. Ok, một con easy game. SCP-096, cái gì vậy? Sao mà nhiều vậy ông nội? Hơi bị nhiều trò ở đây rồi đó. SCP-096 đâu đây ta? Ui các bạn, bạn thấy nguy hiểm không? Đúng á hả? Làm mặt con ác quỷ bị nhiễm độc hả? Nó còn kinh dị hơn mặt cái bình thường nữa các bạn. Quá khó luôn á. Rồi ok, test G10K vậy. Bắn. SCP-096 mạnh thiệt sự luôn các bạn ơi. Thôi, tạm thời mình sẽ bỏ qua con đó vậy. Và đây là những xúc tu SCP-35414. Ok ok, để mình lại lần bắn đó các bạn ơi. Ok ok, được rồi. Bắn nó các bạn. Ôi, bắn nó. Mình sẽ chết các bạn ơi. Ôi, bị bắt rồi các bạn ơi. Bị bắt rồi. Ôi không, có nghĩa hả là chúng ta phải chịu khoảng cách với lại SCP-35414. Nếu không chúng ta sẽ bắt vô và chết trong chổng các bạn. Chặt trong ác quỷ nhiễm độc này mạnh quá vậy. Nó biến dân làng của mình quá mạnh luôn các bạn ơi. Rồi ok. Ok. Quắn lên các bạn. Chúng ta phải thành công chứ. Không, ui, đau. Ok. Nghĩa là sẽ né ra chứ các bạn ơi, laser rifle nè. Ui, hay quá. SCP-34 để chết một con rồi các bạn. Tuyệt vời. Còn rất là nhiều con. Ôi, SCP-096 đó nè. Cái khu này bị loạn các bạn ơi. Mình sợ các bạn cứu mình với. Các bạn nhớ nha, khi gặp được mặt trong ác quỷ á thì đừng bao giờ ở lại. Chết đó. Quái vật nhiều quá, cứu. Ừ, không, mấy này yếu. Skeleton này nó yếu. Hay hè, đơ. Dân làng của mình biến thành quái vật rồi mà còn chưa kể hả? Nó còn mọi ra một đống quái vật khác nhau nữa. Đúng là điên đầu thiệt sự luôn á. Ok, tuyệt vời. Cày level thôi, có bánh mì các bạn ơi. Ăn bánh mì vô cái đã. Ok. Đây. Đây. Ok. Ok. Ôi, sai guy 096 giết mình rồi. SCP-096 một phát chết luôn các bạn ơi. Quá căng thẳng, quá kinh dị. Những con SCP này. Đây là mặt trời đâu không bạn ơi? Theo mình nghĩ á, đây chắc không phải là mặt trăng máu ác quỷ bị nhiễm độc đâu, mà là mặt trăng máu ác quỷ độc SCP đó các bạn. Rất nguy hiểm. Rồi ok, để mình ráng cố gắng nè. Đây là những con quái vật như này. Chết đi, hãy chết đi mấy em ơi. Đây. Bảo vệ dân làng. Ok. Ok, một con SCP-34 đã chết rồi các bạn ơi. Ôi, mình bị quay các bạn ơi. Chết mình rồi. Ôi, cố lên. Rồi, ok. Nguy hiểm, ok, hay quá, tuyệt vời.
Con đã chết các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Ok ok, chúng ta giữ khoảng cách các bạn ơi, con sẽ chết đó. Giữ khoảng cách nào. Giữ khoảng cách. Ôi không, chúng ta được chết mình rồi. Quá khó khăn các bạn ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp được cái sự kiện như thế này đó. Thôi kệ, cứ tiếp tục bắn cái mặt trăng máu ác quỷ đi cái đã. Nguy hiểm quá. TFG10K, hãy ăn đạn đi chú em. Không thành công thật sự luôn á. Nó hút toàn bộ những mạng của mình vô các bạn. Quá căng thẳng. Rồi rồi ok không sao, để mình cố gắng lại. Đây, mình vẫn còn một con này nữa. À không, chết các bạn ơi, tuyệt vời. Ôi không, vẫn chưa chết. Ui, cú lừa rồi. Cú lừa. Ok ok. Mang. Hết đạn. Ok ok. Mình nghĩ là diệt toàn bộ tất cả những con SCP trước khi hả mọi chuyện trở nên tồi tệ các bạn ơi. Mang. Reaper. Ui, nhìn cái này kinh dị quá các bạn, thiệt sự luôn á. Ôi, nó sẽ ra một. Ok ngon. Chết đi. Hãy chết đi SCP-35414. Ok, tuyệt vời luôn. Rồi. Đây, SCP-096 các bạn. Tới 3 con lận các bạn ơi. Thật sự luôn á, 3 con luôn á, phải đùa đâu. Đây, xuống điện, ok. Nó thấy mình rồi các bạn ơi. Thấy anh rồi em. Laser rifle vậy. Đứng yên đi con. Tôi phóng chưởng vô nè. Mình đang bắn chưởng thẳng vô con SCP-096 các bạn. Hết đạn rồi. Nè. Quá kinh khủng. SCP-096 trâu dữ ta các bạn ơi. Theo như mình nghĩ á, là SCP-096 á, khi mà nó ở dưới mặt trăng ác quỷ bị nhiễm độc á, thì nó sẽ được tăng sức mạnh lên bội phần đó các bạn. Thật là kinh khủng. Đây rồi, thấy mình rồi các bạn ơi, thấy mình rồi. Ok ok, để mình ráng tiêu diệt nó. Phải tiêu diệt được SCP-096 này. Tiêu diệt. Ôi chết rồi. Một phát chết luôn. Làm sao bây giờ ta. Rồi, mình có cách rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ chui vô cái chỗ đằng sau ngôi nhà công ty tiếp nút để mình có thể đánh bại nó các bạn. Mặt trăng ngấu ác diễm độc này mạnh quá, chịu không nổi. Khổ thiệt sự luôn á, mình nghĩ dù có nhiều đạn không làm lại đâu các bạn ơi. Nó quá khó. Ok, mình là chiến sĩ mà, chúng ta hả phải lo tập trung bảo vệ ngôi làng. Ok ok, easy game luôn. Ok nha, bạn mạnh lắm em ơi. Bắn chết nè, mặt sương máu ác quỷ hả. Ôi Enderman. Enderman hết hồn. Ok ok. Rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đập kính vô. Rồi chui lên đây. Rồi he. Vô nhà được rồi là anh bất tử nha mấy em. Ok quá đã rồi, từ. Đóng cửa lại. Nguy hiểm lắm, không nghĩ lắm. Rồi Lên nóc nhà là bắt con gà các bạn ơi. Quá đã luôn. Đây. Chúng ta lên nóc nhà bắn chết toàn bộ những con quái vật SCP này. Enderman nè, bắn súng nè em. Ok, easy game luôn. Hết đạn này, rồi ok. SCP-096 đâu, lại đây em. Đây. Ok, để mình giả nó các bạn, mình giả đạn đầu nó. Những con quái vật này sẽ phải chết. Kamehameha. Ok, mình nghĩ là có vẻ như á là mình đã tạm thời hả diệt trừ được gần như là toàn bộ quái vật rồi. Chỉ còn lại những con SCP-096 thôi. Ây da, mình bị té rồi các bạn, chết mình rồi. Ui, đợt này là mình tiêu nó rồi. Ok, ráng cố gắng đánh bại được hai con SCP-096 này trước khi nó giết mình các bạn ơi. Ok, quay như nó chết rồi các bạn ơi. Không, chưa chết. Ok, dùng xuống này vậy, TFG-10K. Nó không giết nổi các bạn ơi, quá khó luôn á. Mình không nghĩ SCP-096 mạnh như luôn các bạn. Mạnh thiệt sự luôn á. Quá khó. Ui. Chết đi, hãy chết đi. Không chết luôn kìa. Mạnh quá à. Thôi. Bây giờ hả, không còn cứu dân làng cái gì nữa. Bỏ chạy ra thưởng sách. Mặc kệ vậy, mình chạy các bạn ơi. Mặc chạy cho tới khi trời sáng là tốt nhất. Mình chạy đây các bạn, chạy đi. Phải bỏ chạy trước khi mọi chuyện trở nên quá đà. Ui, zombie đâu ra mà nhiều thế bây. Ui, chết hết đi. Zombie còn trâu hơn cả bình thường nữa. Đúng là khùng thiệt, mà các bác quỷ mạnh quá. Cái tên này. Thôi, mình sẽ bỏ nghe lời ông TC tiếp núp. Mình bỏ chạy đi các bạn. Mình sẽ bỏ chạy thôi. Ghê quá. Chết đi. Chạy thôi. Hay da các bạn ơi, coi nè, mình bỏ chạy cả đêm luôn. Mình gần chết luôn các bạn. Đúng là quá khổ luôn á. Thật sự hả, là cái mặt trăng máu ác quỷ SCP á
bị nhiễm độc đó đó. Nó quá là mạnh luôn các bạn ơi. Và những con SCP hả, khi mà nó ở dưới cái mặt trăng đó đó, phải gọi là độ im ba, độ sức mạnh nó tăng lên cực kỳ mạnh luôn các bạn. Và hiện tại hả, mình nghĩ á, là mình đã bỏ chạy được tới một ngôi làng ở trong rừng nè, một ngôi nhà trong rừng nè các bạn. Thì chắc là mình sẽ tạm thời ở đây một vài hôm để mình có thể nghỉ dưỡng sức các bạn ơi. Chứ thật sự là mình không chịu nổi, nó quá mạnh. Được rồi, ok. Thì mình nghĩ á, là mình cũng sẽ tạm thời dừng video này ngày nay ở đây luôn các bạn ơi. Thì nếu như á, các bạn á, cảm thấy video này ngày nay của mình á, hãy cho mình một like nha. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh giúp mình nha, cho mình một nút đăng ký. Và ok, thì mình sẽ gặp lại các bạn ở những video sau. Và bye bye các bạn ơi, mình đi dưỡng thương đây, khổ quá rồi. Bye bye các bạn nha, mình là KSD đây. Yeah.